Đấu La Đại Lục phần 2 tập 721, Mã Tiểu Đào tuyệt thế đường môn. Nhưng mà Vua Hào cũng không có ra khỏi thành gió sét, không hề nghi ngờ gì rằng phía bên đoạn sông hộ thành này có các loại hồn đạo khí tham chắc dò xét nhất định mạnh nhất. Lớn như hắn dùng tinh thần lực phong ấn hồn lực, liền không có cách nào sử dụng ra hồn kỹ mô phỏng cũng không thể nghênh ngang đi quá. Bởi vậy Vua Hào và Từ Tâm Thạch, Diệp Quốc Ý ba người không có ra khỏi thành mà là đi từ nội thành hướng về phía tường thành nam. Nhật Thăng Thành vốn là cũng không lớn, Vua Hào bọn hắn lại là còn hơn lượn qua một cái vài con đường, lúc này mới là đi về hướng tường thành nam. Ở trong tiểu điếm, Nam Tu Tu buồn bực ngắm ngẩn canh giữ ở cửa ra vào. Phong Lăng trong căn phòng bên cạnh lúc này đã là ăn xong rồi ngủ. Nam Tu Tu ngồi ở trên ghế, hai tay chống cằm, trong mắt tràn đầy sầu lo. Trong nội tâm của nàng đang không ngừng vì mẫu thân mà cầu nguyện, hy vọng rằng mẫu thân không gặp chuyện xấu. Nàng cũng hiểu được, Vua Hào sở dĩ ra ngoài dò xét không mang theo bản thân, cũng bởi vì chính mình tâm tình không ổn định, lưu lại hiển nhiên là chính xác nhất, nhưng mà nàng thật sự là rất lo lắng. Bên trong gian phòng, Phong Lăng toàn thân là vết thương đang ngủ mê man, đột nhiên trở mình, không tự chủ phát ra vài tiếng rên rỉ. Ngay sau đó thân thể quán chấn động một cái, ấn đường hiện lên một tia máu đỏ sẫm. Nam Thu Thu đang ở ngoài cửa phòng, tự nhiên là không nhìn thấy một màn này. Sau khi tia màu đỏ sậm đó hiện lên, rất nhanh liền là khôi phục lại bình thường. Thân thể Phong Lăng chỉ là hơi cứng lại một chút, sau đó lập tức là lại bùng lóng tiếp tục ngủ say. Trong một gian phòng khác, cũng là gian phòng lớn nhất ở trong tủ điếm của bọn hắn, Hoa Thái Đầu đang bận rộn bố trí. Trong một góc hẻo lánh ở trên lóc phòng, lúc này đều là dàn từng cái hồn đạo khí hình dạng kỳ lạ giống như là sao biển. Vị trí chính giữa sao biển còn có một điểm sáng màu đỏ đang thong thả nhấp nháy. Cái này là hồn đạo khí ngăn cách dò xét, là tác phẩm của đường môn hồn đạo đường, đường chủ Hiền Tử Vân, đặc biệt nhắm vào các loại hồn đạo khí tham trác. Ngoài trừ hồn đạo khí tham trác nhiệm năng ra thì còn có thể che đậy phần lớn hồn đạo khí loại hình dò xét, nhất là có tác dụng che đậy cực kỳ tốt đối với hồn đạo khí tham trác hồn lực. Vấn đề duy nhất là diện tích bao trùm của một cái hồn đạo khí ngăn cách dò xét có hạn, cho nên sẽ là phải đồng thời sử dụng nhiều cái mới được. Lúc này bất luận là bên ngoài có bao nhiêu hồn đạo khí tham trác cũng không cách nào dò xét ra bất luận là dao động hồn lực gì ở trong gian phòng này. Vài hồn đạo khí tham trắc nhiệt lăng, đừng nói là món đồ chơi này cực kỳ là hy hữu. Hơn nữa, thể tích to lớn, căn bản không có khả năng sử dụng để tuần tra trong đường phố. Coi như là có thể sử dụng, thì dù có dò xét được trong tiểu điếm có người thì là lại làm được gì đây. Lần này trước khi 7 người Vua Hạo lên đường, có thể nói đã là chuẩn bị cực kỳ là đầy đủ để đảm bảo an toàn cho bọn hắn. Bối bối, Hiên Tử Vân có thể nói là đem tiền vốn của đường môn đều lấy ra. Thời điểm Hiên Tử Vân đem đồ vật sao cho bọn hắn, quả thực là đau lòng không nổi. Hoa Thái Đầu lúc này đang lắc đặt một cái hồn đạo hộ trí đạo khí thể tích cực kỳ lớn, cái bệ là dục lục giác, phía trên khắc rõ rất nhiều hoa văn phức tạp. Ở bên cạnh 6 đầu lục giác đều có từng hình cầu lớn chừng quả đấm nhô lên, mỗi một góc đều là nhô lên 4 cái viên cầu như vậy. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ khiến cho khiếp sợ phát hiện mỗi một viên cầu nhô lên vậy mà đều là một cái pháp trận hạch tâm. Nói một cái khác, xem như là kiện hồn đạo khí này hiện tại có ít nhất là 24 pháp trận hạch tâm. Bên trên cái bệ là một quả cầu kim loại hình bầu dục, hình như là quả trứng. Sau khi cùng các bệ kết nối, quả cầu kim loại có thể ở phía trên tùy ý là di động. Quả cầu đó có chỗ dài nhất ước chừng là 2m, chỗ ngắn nhất cũng là có hơi 1m2. Toàn thân đều là khắc lên hoa văn phức tạp. Một vật khổng lồ như vậy, nhìn qua lại giống như là một cái pháp trận hạch tâm hoàn chính. Sau khi Hoa Thái Đầu thận trọng hoàn toàn lắp đặt hai thứ vào nhau, trên trán đều là đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó bắt đầu đem từng kiện bình sữa kín cấp 6 đặt vào trong bệ đá. Toàn bộ lắp đặt như vậy mà dùng dòng giá là 24 bình sữa cấp 6. Hoa Thái Đầu vuốt ve hoa văn phức tạp phía trên hồn đạo khí hình quả trứng, trong mắt lộ ra mê say, lẩm bẩm tự nhủ rồi nói: hồn đạo khí cấp 8 hoàn mỹ, đã đến gần vô hạn cấp 9, hơn nữa chỉ chừng còn có công dụng phụ trợ. Đến lúc đó nói cái gì cũng phải là đem bảo bối này mang về mới được. Nếu không Hiền lão sư nhất định là sẽ giết ta. Sau đây liền là chờ cho tiểu sư đệ trở về điều chỉnh vị trí. Nơi này là thành bắc, ngược lại là rất thích hợp để súng. Ha ha, lại thêm một chút bố trí khác, đến lúc đó cho bọn hắn toàn diện nở hoa đi. Trời xanh cờ mắt, kiếm xì thông suốt. Dứt lời thì Hoa Thái Đầu lại bắt đầu công việc lù bù lên. Một bộ tiếp một bộ hồn đạo khí bắt đầu là bố trí khắp sân phóng. Hoa Thái Đầu cũng là không biết rằng chính là sau lần hành động này, tên tuổi của Hủy Diệt Chi Nguyên quán bắt đầu là vang danh thiên hạ, cũng trở thành một trong những nhân vật đại biểu cho nhánh hồn đạo sư bạo lực.
Đồng Sang Bân Xuân còn có Kinh Tiểu Yến, nàng lúc này đang ở trong phòng của mình, điều chỉnh chữ vật hồn đạo khí của bản thân, thỉnh thoảng từ trong đó lấy ra từng khối đồ vật có bộ dáng như cục đá. Những cục đá này cũng không quá làm bắt mắt, chỉ hơi lớn hơn so với nắm đấm của nam nhân trưởng thành, nhưng động tác của Kinh Tiểu Yến lại cực kỳ là thận trọng, bởi vì nàng đã từng tận mắt chứng kiến qua những cục đá tầm thường này có lực phá hoại như thế nào. Quý Thuyết Trần đang ngồi ở trên ghế cách đó không xa, yên lặng nhìn nàng bận rộn, đột nhiên là mở miệng rồi nói: "Ngươi có thể không mỉm cười như vậy được hay không?" Hắn đột nhiên lên tiếng lại dọa Kinh Tử Yên giật mình, cục đá trong tay lập tức là rơi xuống. Kinh Tử Yên bị dọa đến vội vàng là chụp xuống, đem nó một lần nữa nắm trong lòng bàn tay, vỗ ngực một cái lên tiếng rồi nói: "Úi, ngươi có thể hay không đừng có đột nhiên lên tiếng khi mà ta đang làm những thứ này. Cái đồ chơi này là nếu lổ tung, coi như là lổ không chết cũng là bị lột một lớp da đấy. Ta chỉ là không nhìn nổi, hơn nữa ta nhớ được Vũ Hạo nói qua, thứ này còn cần thiết bị dẫn báo, coi như là rớt xuống đất cũng sẽ là không bảo tạc." Quý Thiết Trần thản nhiên nói. Kinh Tử Yên hừ một tiếng nói tiếp: "Ngươi không nhìn nổi cái gì, cho dù là không bảo tạc cũng là phải cẩn thận, lỡ như nổ thật thì sao đấy, ngươi cũng không phải là không biết uy lực của thứ đồ chơi này." Quý Thiết Trần lên tiếng nói tiếp: "Ta không nhìn nổi biểu cảm trên mặt của ngươi, ngươi có biết rằng vừa rồi ngươi cười có bao nhiêu là âm hiểm hay không, quả thật như là một tiểu hồ ly vậy." Kinh Tử Yên tức giận rồi nói: "Ngươi mới là tiểu hồ ly, ngươi từng thấy qua tiểu hồ ly nào ôm một đống tạc đạn hay sao? Ây, ngươi hôm nay như thế nào nhiều lời như vậy, sao không sống phong cách mọi ngày?" Dứt lời, nàng ôm lấy mấy cái tảng đá đã tạc đạn, xoay người lại nghi hoặc nhìn Quý Tuyệt Trần. Sắc mặt bình thường luôn luôn lạnh lẽo cứng rắn của Quý Tuyệt Trần đột nhiên là có chút biến hóa. Kinh Tử Yên trợn mắt há hốc mồm phát hiện ra trên mặt quản bỗng nhiên hiện lên vẻ mặt nhăn nhó hoặc là ngượng ngùng đấy. "Trời à, ngươi sao vậy, Tuyệt Trần, không phải là đang ngã bệnh chứ?" Kinh Tử Yên dứt lời, vừa nhanh chóng là đi về phía của hắn. "Dừng lại!" Quý Thuyết Trần lúc này đột nhiên trầm giọng quát. Kinh Tử Yên lập tức đứng lại, vẻ mặt là vô cùng là nghi hoặc nhìn hắn. "Ta không sao, ta cũng là không có sinh bệnh." Quý Thuyết Trần vỗ vỗ trán của mình, tựa hồ là để cho bản thân tỉnh táo một chút. "Ngươi đây là..." Kinh Tử Yên vẻ mặt vô cùng là nghi hoặc nhìn chăm chú hắn. Quý Thuyết Trần hơi cúi đầu, giống như đang suy tư điều gì. May mắn là phần suy tư này cũng không duy trì là quá lâu. Hắn đột nhiên một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kinh Tử Yên, lên tiếng nói tiếp: "Tử Yên, chúng ta quen biết đã lâu rồi." "Ừ, từ thời còn là thiếu niên, lúc trước vừa mới tiến vào trong học viện, ai cũng không nguyện ý nói chuyện với người. Khi đó chúng ta lập tức là quen biết. Lúc đó ngươi là lần đầu tiên vào học viện, về sau chính ngươi tìm cho mình một con đường thích hợp với bản thân. Ta chứng kiến ngươi một đường đi tới, làm sao rồi?" Ánh mắt của Quý Thuyết Trần dần dần trở lên kiên định. "Chúng ta ở cùng một chỗ đi." "Chúng ta một mực không phải luôn ở cùng một chỗ đó hay sao?" Kinh Tử Yên nghi ngờ nói. Nhưng mà nháy mắt sau đó, thời điểm nàng thấy rõ ràng ánh mắt của Quý Thuyết Trần, đột nhiên thì cả người như là tượng đá, ngây ngốc đứng đó, ba khối đá trong tay cũng là lặng yên lăn xuống, hung hăng lặn lên trên mặt đất. Thực tế chứng minh khối đá này đúng là rơi cũng không nổ, nhưng mà lúc này sắc mặt của Kinh Tử Yên lại rõ ràng còn kinh khủng hơn so với vị bị tạc nổ. Một phần không dám tin, một phần không thể tưởng tượng nổi, đơn giản đã là cực hạn của biểu cảm là nhân loại có thể hiện ra. Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi nói rõ ràng, ngươi có ý tứ gì?" Âm thanh của Kinh Tử Yên trở lên run rẩy, phảng phất như là kinh lịch phát sự tình kinh khủng nhất ở trên thế giới. Quý Thuyết Trần lần nữa là cúi đầu xuống, đúng là có chút là không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng, lẩm bẩm nói: "Ta nói để cho chúng ta ở cùng một chỗ đi. Ngươi nói đúng, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy. Ngươi một mực ở bên cạnh ta, trợ giúp ta, cổ vũ ta, chiếu cố ta. Mặc dù ta không nói, nhưng ta đều thấy rõ. Ngày đó nhìn thấy Vũ Hạo thi triển ra ba chiêu tự sáng tạo ra của hắn, ta mới hiểu được, nguyên là ta thoát ly thế giới này quá lâu rồi. Trong thế giới của ta không nên chỉ có kiếm, bởi vì chỉ có kiếm thì là vĩnh viễn cũng không cách nào đạt tới độ cao của ta muốn với tới. Ta hẳn là lên sinh hoạt giống như là một người bình thường, cũng nên có một phần tình cảm. Mà lẫn nhân ta biết cũng chỉ là có người, hơn nữa ta dường như cũng chỉ là có thể nghĩ tới người. Chúng ta ở cùng một chỗ được không?" Một lần nữa ngẩng đầu, trong lòng ánh mắt lạnh như băng. Ngày thường chỉ là có kiếm ý của hắn, vậy mà Kinh Tử Yên thấy được một tia chờ đợi và khẩn trương. "Ta không xinh đẹp." Kinh Tử Yên cơ hồ là cắn răng nói ra mấy chữ này. Trong đôi mắt cũng không tính là quá lớn, quá đẹp của nàng đã là tràn đầy hơi nước. "Trong mắt ta cũng chỉ là có người là lưỡi nhân giống như là kiếm của ta. Còn có, ngươi cho rằng dung mạo xinh đẹp có thể ảnh hưởng đến ta hay sao?" Kinh Tử Yên quay đầu chỗ khác, nhìn sang một bên, cô nén không để cho nước mắt rơi xuống. "Ta cũng không ôn nhu, ta rất là hiếu chiến, ta thích đánh nhau. Nói không chừng là lúc nào đó sẽ là tụ tập ngươi. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta ở cùng một chỗ đi." Quý Thuyết Trần lúc này cũng là có chút khẩn trương. "Ngươi không nguyện ý sao?" Lúc này tâm tình của hắn bắt đầu là có chút ủ rũ.
Hôm nay có thể nói là lần hắn nói chuyện nhiều nhất ở trong mười mấy năm qua, cũng là một lần khiến cho tâm tình biến hóa lớn nhất. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện ra, kiếm ý của mình tựa hồ là xuất hiện ra vấn đề, phảng phất bị một loại đồ vật không hiểu thấu đâm thủng. Kinh Tự Yên ngẩng đầu, nước mắt cuối cùng vẫn là chảy xuôi theo hai gò má rồi nói: "Trời cao ơi, con mẹ nó, người rốt cuộc là mở mắt rồi." Thời điểm Kinh Tự Yên một lần nữa nhìn chăm chú vào Quý Tuyệt Trần, ánh mắt của nàng lại trở nên sắc bén, sải bước đi tới, chợt lách người đến trước mặt của Quý Tuyệt Trần, lập tức dạng chân ra, ngồi lên trên hai chân của hắn, hai tay nắm lấy bả vai của hắn, cứ như là vậy nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn. "Từ giờ trở đi, ngươi là người của ta, không cho phép lút lời, không bao giờ được đổi ý. Ngươi cái tên hỗn đản này có biết lão lương chờ đợi ngày này bao lâu rồi hay không? Từ giờ trở đi, Vũ Hạo chính là ân nhân cứu mạng của ta, tên khốn." Lương mắt lần nữa tuôn ra, nhưng nàng lại giống như là điên cuồng hôn lấy bờ môi của hắn, ôm thật chặt lấy đầu của hắn, nước mắt của nàng lập tức nhỏ xuống trên mặt của hắn. Quý Tuyết Trần mộng rồi, hắn hoàn toàn bối rối, hắn chỉ cảm thấy từ người của Kinh Tử Yên, tự hồ là truyền đến một loại cảm giác mà hắn trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua, cũng truyền đến một cỗ chưa từng tưởng tượng đến. Cỗ lực lượng này không có quan hệ gì với hồn lực, cùng chiến đấu không quan hệ, nhưng lại dùng tư thế không gì sánh kịp đánh thẳng vào trong lòng của hắn. Kiếm ý của hắn tại thời khắc này giống như là đang tan chảy theo bờ môi mềm mại, có vị mặn mà nhàn nhạt. Nụ hôn không lưu loát này lại là đang lặng yên đốt lên ngọn lửa ở trong lòng của hắn. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt ngây dại của Quý Thừa Trần bắt đầu khôi phục. Đai, thủ, cứng sắn của hắn quấy giấy thân thể mềm mại của mảnh khảnh của Kinh Tử Yên. Ôm nàng thật là chặt, bắt đầu đảo khách thành chú, đồng dạng cho lại nụ hôn không lưu loát, nhưng lại càng là có tính chất là xâm lược và tiến công. Tình yêu của kiếm sĩ cũng giống như là kiếm của hắn, cái cần chính là đốn ngộ trong nháy mắt. Đúng như Kinh Tự Yên đã nói, hắn sáng mắt chờ tới nay, tình cảm tích góp trong nội tâm hắn giống như là lũ quét, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong thành thị tràn đầy nguy hiểm này, bọn hắn rốt cuộc đi ra một bước, rốt cuộc là vạch ra một tầng tình cảm mỏng manh như là tờ giấy này. Mà cũng ngay lúc này đấy, Vũ Hạo, Từ Tâm Thạch và Diệp Quốc Y đã đi tới bên cạnh tới thành Nam, còn cách tường thành không đến là 50 thước. Lúc này chính là giờ cơm trưa, ba người Vũ Hạo tìm quán cơm nhỏ hết sức bình thường ở ven đường ngồi xuống. Chuyện này cũng phù hợp với trang phục hiện tại của bọn hắn. Tùy tiện gọi chút đồ ăn, ba người bắt đầu chậm rãi ung dung ăn uống. Vũ Hạo ngồi ở vị trí tương đối là nằm ở trong góc, bên ngoài là có Từ Tâm Thạch dáng người cao lớn che chắn, đối diện là Diệp Quốc Ý thân hình là cao gầy, rất khó để cho người khác có thể chú ý tới hắn. Tinh thần tham chắc lặng yên mở ra, dưới khống chế của hắn giống như là một mũi nhọn đâm vào mặt đất vậy. Muốn trực tiếp dò xét xuyên qua tường thành, đối với tinh thần lực tiêu hao quá lớn, mà vượt qua tường thành này lại sẽ là phải cải biến phương hướng tinh thần lực, khống chế sẽ nên là phức tạp hơn nhiều, cho nên Vũ Hạo lập tức lựa chọn trực tiếp dò xét dưới mặt đất. Phòng ngự của tường thành nam bên này quả nhiên là càng sâu nghiêm trọng hơn so với những lời khác. Vũ Hạo lúc trước đã là dò xét trên không một lần, phát hiện ở trong số những hồn đạo khí tham chắc biết bên này còn có số lượng nhiệt năng tham chắc khí và hồn lực tham chắc khí nhiều hơn bên cửa thành bắc bên đó rất là nhiều. Hơn nữa, bên trên tường thành mơ hồ là còn cất sớm một vài kiện hồn đạo khí công kích có uy lực tương đối là không nhỏ. Phòng ngự bên ngoài tương đối chặt chẽ.